lại là mình đang có mặt tại Sapa nha bạn ấy. Thì hôm nay mình vừa mới đưa Phạm Thư đi du lịch đấy. Thì như mọi người cũng biết chuyện đấy, hôm qua thì mình mới đưa Phạm Thư lên đấy để mình bù đắp lại cho Phạm Thư lại những cái ngày tháng mà Phạm Thư khổ cực các bạn ạ. Nói chung là bây giờ mình với Phạm Thư bình thường lại trở lại rồi, với cả mình cũng xin phép bố Thư rồi đó. Bây giờ là mọi chuyện cũng qua rồi mọi người nhớ, nên là lên là không có chuyện gì xảy ra cả. Ấy bây giờ mọi người ăn lên một cái đi cho vui vẻ đi. Ấy hôm nay tất cả tem của mình ở đây luôn cho mọi người nhá. Ô nhưng mà em không ở làm chén rượu đi. Con cái thì uống coca. Mày làm gì ấy? Mày làm gì ấy? Thôi em ăn rồi. Mày làm gì? Mày sao nhỉ? Nó lại sang đây xin ăn, nó đói sao anh nhỉ? Tao bảo với mày từ hôm qua rồi mà, tao nói mày thế mà chưa biết ngại à? Tao tưởng mày ngại mà đi về rồi cơ mà. Cái ngày vui của anh em tao mà phải à? Không biết giờ à? Ôi, bây giờ anh chỉ cho em ngồi xuống ăn đi. Bây giờ tao nói mày, bây giờ là anh em tao cũng nghĩ anh em mày là đéo liên quan gì rồi, mày cứ đéo đéo theo anh em tao làm gì? Tao bảo mày từ hôm qua rồi. Tao bảo mày rồi là tao với Thư bây giờ đi du lịch với nhau, không liên quan gì đến mày cả. Bây giờ mày đi về đi, để tao với Thư với cả mọi người ăn. Thôi thì không liên quan gì, nhưng mà em muốn ăn một ăn cùng anh. Mày ăn ở đây mất vui. Mày ngồi đây bọn tao, bọn tao nhìn thấy mày bọn tao đéo thì ăn nổi được. Bây giờ anh bảo anh nhá, bây giờ ấy, tất cả bọn anh đang ăn ở đây là tem bọn anh. Bây giờ anh mới bảo với mày là bây giờ mày không liên quan gì bọn anh nữa rồi đúng không? Từ hôm qua tao nói mày, tao tưởng mày dỗi rồi mày đi về rồi cơ mà. Thì em đã về đâu thì thôi, anh chị em một đúng ăn thì ăn xong thì em về. Ăn xong rồi về? Ăn xong rồi về á? Có là như thế, làm gì có chuyện bây giờ để đi xin ăn thì kiểu như này. Bây giờ tao bảo mày, bây giờ mày đói khát này thế à? Bây giờ mày còn phải đi đến đây, mày biết chỗ tao ăn mà đi đến đây hả? Em biết thì em mới đến, chứ anh không ăn thì em mới bán được. Thôi đi về đi. Thôi anh em mình cắt miệng đéo nói chuyện, nó cứ ngồi ăn. Anh em ăn đi. Anh em uống đi. Tao đang ăn, đừng mà sao bây giờ không phải đi ra đi, mà đi ra ngoài kia đi. Đừng có vào đây nữa. Mọi người lên đi. Nói chung là bây giờ là... Bảo mấy là người mới lại rồi cơ mà. Nói chung là bây giờ ấy, bọn tao đang ăn ở đây, bọn tao đang rất là vui mày đúng không? Bây giờ mày phải biết là tao với Thư quay lại với nhau rồi. Mày ghen tao với Thư quay lại với nhau hay là mình muốn như nào mà nói thẳng ra. Mày ngồi ăn cái phá đám gì? Thật, mày ngồi ăn phá đám chứ nhưng mà đến đây làm gì? Mày, tao chưa thấy cái đứa con gái nào mà chơi chẽn như mày. Tao đang ngồi ăn như này mà mày còn đến mày làm phiền của anh em của tao. Tao đéo liên quan gì đến nhau rồi thì thôi, nhưng mày còn đến đây làm cái gì nữa? Vừa đến phá đám, có anh đấy cơ mà. Cái gì? Em đến cùng anh chị vui. Ai cần mày đến thì anh mày đến làm cái gì? Bọn tao mất vui luôn đấy. Người ta đuổi đi rồi không đi. Anh chị em ngại sao? Bọn em chỉ hoàng như hơn. Bây giờ người ta đi ăn mình cũng bán theo để ăn. Thì con không cho mày ăn. Ôi, anh ăn đi. Ăn đi, cho nó thèm đi. Đây, gà này, Thư ăn đi Thư ơi. Gà này. Đây, gà này của gà của mình nhá. Anh cứ mạnh đưa bát cho kia đi. Để bát này kia. Không cho nó ngồi đấy đâu. Con à. Con đấy em ăn với. Không. Rồi, đi về. Không, mấy anh em ăn đi kệ đó, mình nói chuyện nó. Thư ăn cánh nhá hay ăn đùi? Anh xé chị cái đùi đi. Dạ, cho Thư cái đùi. Đùi này. Nói chung là bây giờ chồng chăm sóc vợ. Vợ ăn cái gì chồng lo cho vợ. Còn cái đứa không ai cho ăn thì mò đến đây ăn, không biết ngại. Đúng là mặt xoài khát dây nhỉ. Đúng rồi. Rồi. Không ai cho ăn, không ai rủ, không ai mời. Tự nhiên đến đây xin. Ôi buồn cười thật. Sao là đéo biết rơi sao? Nếu mà em muốn ăn thì em tự gọi bán ra mà em ăn riêng đi. Bây giờ mày muốn ăn đúng không? Em ăn. Bây giờ muốn ăn đúng không? Mày ngồi đây. Mày ngồi đây. Tôi cho nó ngồi gì này? Mày cứ cho nó ngồi đây. Cho nó cho chị ăn sau. Mà Mạnh ơi. Đây, cố bát này em. Cho nó ăn ngô đây. Không, ngô cũng được. Được nó ra cho nó. Mày đổ cho nó bát không? Mày chỉ cho nó ăn sau thôi, còn thịt thà, cá mú thì không cho ăn. Đây. Đấy, ăn rau đi. Ăn xong rồi đi về. Anh thịt em ăn thịt ơi, em nhìn thịt ngon vậy. Không. Không có thịt đâu mà ăn. Cho ăn đâu. Mọi người ăn nhá. Ăn đi em ơi. Mọi người ăn đi. Ăn đi em ơi. Ăn đi em ơi. Ui, gà ngon lắm. Gà thơm lắm. Gà ngon lắm. Ui, gà thơm lắm này.
Ui. Ui. Cầm nắm tay luôn. Ngon lắm. Đây thơm này, thơm ngửi xem. Thơm. Làm vãi. Thử nhá, thơm nào. Ui. Ôi, thơm thế. Ui, ui thơm cực luôn đấy. Chính đi tâm không còn mày đâu. Ngon hết. Ngon cực. Còn không gì, cái gì ạ? Để đấy cho nguội trong là lát nữa chụp chén không? Ăn 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 tặng cái này, ăn cái bò đi. Chờ ngày uống rượu. Anh chị ngồi ăn thì em ăn cùng với thôi anh chị. Không có phần. Ta bảo mày ăn tao không hả? Dạ. Tao không ngon. Không ăn thôi, về đi. Về. Mà tốt nhất mày được ăn rau là tốt lắm rồi đấy, còn không mày đứng dậy mày đi về. Anh em tạm trả con người để ngồi đây. Cho ăn, muốn cũng ăn rồi, anh chị em ăn thì chị đi. Đây, cho mày miếng nướng. Đây, ba lát đây. Chấm ăn, nước mắm ăn nướng, ăn cho nhanh mà đi về. Kia kia, chấm nước mắm cho nó. Ok, anh ơi, thứ anh em ăn cái việc của mình đi. Không quan tâm đến bây giờ mình quen thì đây cho nó ngồi đấy ăn sau thôi. Chả hiểu gì luôn. Kệ đi. Anh em mình hôm nay là ngày vui của anh em mình. Hôm nay là tất cả anh em mình cả chơi cả tem đi chơi với nhau là vui. Hôm liên quan gì nó. Nó bám theo anh em mình. Hôm đấy là anh ạ. Cái hôm em đi thư đi du lịch ấy, em đăng ảnh lên Facebook. Chắc là nó biết em đăng ảnh lên Facebook rồi nó xem, thế là nó đi theo em theo. Nó xin, nó bảo là em đi cùng. Thế em cho nó đi cùng, bây giờ đi ăn cũng đi theo. Bây giờ, bất nhục. Thế cũng biết lượng là gì? Không biết đã hối lỗi chưa hay là lại bắt đầu. Thế phải cái thế nhưng vẫn ngồi đây ăn này. Chắc còn em kể đúng không? Ôm cái bếp to đi. Anh cứ bảo ăn rau thôi. Thế mày có nhìn thấy là bây giờ trong cái đồ này có thịt không? Có thịt đã chín đâu mà mày đòi ăn. Từ từ nào. Đầu thì chín chứ. Bật cũng chưa chín. Ăn tạm rau đi. Đến ăn trực rồi còn ăn rau ăn thịt. Biết lồ lẩu của tao bao tiền không mày nhìn đỏ ăn thịt. Thằng đây ăn có rau ăn rau thôi rồi gì nữa. Tao đã cho mày ngồi cùng rồi. Thì anh chị em ngồi cùng thì anh chị em. Đợi tí, thịt nó chín đã. Cứ lẻo bèo đâu bèo, người ta ăn thịt cho. Ừ, anh em mình làm cái đi. Làm cái đi. Anh em mình làm cái đi. Ờ, thư gọi nước đi, kiểu người cho. Đây, có nước gì? Cô ca, mạnh. Ok nhá, nói chung là cảm ơn anh em nhá, rồi anh em đi chơi vẻ nhá. Cho anh chơi vẻ nhá. Đi đi. Bạn ăn ok nhá. Quá ngon. Ngon lắm. Thì gà ngon cực. Ui, thịt gà ngon không? Ui, thử ăn hết đi, ăn hết đi, cho cái mùi. Cái gì đấy? Xịt lọc phết đấy. Ui, ngon nhờ? Ngon cực kỳ luôn đấy. Lấy cho chú Tư, mua cốc đá thôi, con này không biết uống nước đâu. Không đâu, đừng cho nó uống anh ạ. Biết mà, cho nó uống. Cho ăn rồi, uống. Cho ăn rồi uống. Nó làm gì? Không bao giờ luôn. Đời ơi, sao chuyện đi. Không phải đời đâu, không ghi mà tiền mình có thì không bao giờ cho cơ mà. Người ta gọi là cứt đâu mà cho chó, hiểu chưa? Ừ. Thư ơi, có cái đùi này, thư ăn nốt cái đùi đi. Nốt đùi đi, ăn nốt cái đùi đi. Ôi, anh làm gì đấy? Mày đi về, tao cho mày ăn đâu mà mày đừng ngồi đây làm gì? Làm cái gì? Cái chân này của cái đùi của chị mà mày được quyền của vợ tao chứ của mày à? Cái đùi này của vợ tao. Mày đúng có cho hèo gì nó không có ăn thôi, thì về. Chào mày đây nhá. Mày cô luôn, cô luôn. Ô, biến đi, biến đi, biến đi. Càng tốt. Đi luôn. Càng tốt thôi anh ơi. Tốn thì thích anh ơi. Ôi trời ơi. Rồi, anh em ơi. Nó đi rồi, anh em mình vui đúng không? Không hiểu kiểu gì anh em mình đi ăn. Nó cũng đến đây để nó xin để ăn luôn. Thôi anh em uống đi, kể nữa. Uống đi. Bây giờ uống mồm anh ạ. Kể đi. Chắc là dỗi anh ạ. Tức. Ôi trời ơi. Trẻ con mà. Trẻ con cái gì ăn trực. Trực trực. Chúc món nào. Quẩy vào quá. Ngon. Thôi anh em ăn đi kệ đó, anh kệ lọ. Ăn đi, ăn đi kệ. Còn cái con này mà nó dày mà hôm trước nhá, em đi du lịch nhá. Nó bám theo em bảo là mày đi theo tao là mày chỉ xách ba đi với tao thôi. Vẫn đồng ý. Ừ, giờ. Ảo quá. Thế luôn, không biết ngại. Nhéo rồi. Đi đâu anh? Thôi anh em ăn kệ, ăn đi.